tối thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2018 vừa qua, Hiệp hội Người Việt và Liên hội Tuổi trẻ San Diego Valle đã tổ chức đêm nhạc Giấc mơ mùa đông, dạ tiệc gây quỹ cho hội chợ Tết San Diego tại Mira Mesa. VNTV cũng đã có mặt và xin gửi đến quý vị phần phóng sự sau đây. Và chương trình hôm nay của chúng ta rất là phong phú, rất là dài và nhiều tiết mục rất đặc biệt. Cho nên chúng tôi không để quý vị chờ đợi lâu nữa. Chúng tôi sẽ được bắt đầu chương trình. Dù chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngày rằng xuân kém trong mùa đông, đó là mùa xuân về, gọi nắng để cho xuân về,
và gọi lòng người để tạo một mùa xuân thật đẹp. Mà gọi lòng người là ai? Đó chính là quý vị đó, để chúng ta cũng tạo lên được một cái hội xuân, một cái hội Tết. Ở Mira Mesa do Liên hội Tuổi Trẻ và Hiệp hội Người Việt đã tổ chức lần thứ 13, có phải đúng không em? Đúng vậy. Thì trong bản nhạc Đời Đã Vàng có câu là qua dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Quá là hay, tiếng Việt em chị rất là... Em đâu, cả nhi đôi gương ôm sầu riêng bóng gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều tím ngát chân mây hôn lên môi người tình thắm say ngất ngây. Mùa thu có hoa nghiêng nghiêng chia đôi buồn dừng lên mắt dưng dưng bồi hồi giang tay cho đời ngập nặng nỗi chớ trêu giang tay cho người gượng những mọi tình yêu. Yêu màu da, yêu mái tóc, yêu tình môi đã có lúc tối bao ngày.
Liên. Đại diện cho câu lạc bộ Thanh Hóa Hùng Vương, hôm nay là cái nhân dịp mà hội sinh viên đã tổ chức một cái buổi tiệc gây quỹ, thì hầu như là anh em bên câu lạc bộ Thanh Hóa Hùng Vương đã đến tham dự, mà một buổi tiệc rất là vui, một tiệc rất là hoành tráng, một tiệc rất là thành công. Xin đại diện cho câu lạc bộ chúc mừng anh chị em trong hội câu lạc bộ, trong hội người về tổ chức một trà Tết rất là công. Cảm ơn các người rất là nhiều.